Cuối cùng, sau khi Ymir chứng kiến tình yêu say đắm của Mikasa đối với Eren và Mikasa đã sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình cho đại cục, cô mỉm cười hiểu ra rằng mình đã quá mê đắm trong tình yêu của mình chưa phải là đích thực. Từ đó cô nhẹ nhàng giải thoát mình khỏi con đường mà bước vào cõi luân hồi không còn phục vụ cho nhà vua nữa. Ôi bạn ơi, thằng Eren nó lừa bạn đã cướp con đường đấy. Nó đưa Mikasa qua một thế giới khác, rồi bàn mưu tinh kế ở đó đấy bạn ơi. Sau đó Mikasa mới biết rõ ràng cái đầu Eren ở đâu mà chặt đấy. Eren có bỏ Mikasa đâu, cậu ta vẫn hóa thành một con chim cực bờ đến chơi với Mikasa khi cô ấy cần mà. Mikasa thích lắm.